Chào các em, hôm nay chúng ta sang tiết học thứ 3 của bài tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động đình công. Trong hai tiết học đầu thì các bạn đã được nhận diện về tranh chấp lao động, phân loại tranh chấp lao động. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai là giải quyết tranh chấp lao động. Phần thứ nhất là nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động là những cái tư tưởng chỉ đạo trong cái quá trình giải quyết tranh chấp và trong các cái quy định về giải quyết tranh chấp luôn. Cho nên là cô sẽ phân tích sơ qua các cái nguyên tắc này thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ biểu hiện trong các cái quy định về thủ tục giải quyết tranh chấp lao động như thế nào. Nguyên tắc thứ nhất là tôn trọng, bảo đảm để các bên tự thương lượng quyết định trong giải quyết tranh chấp. Đây là cái nguyên tắc mà nó xuyên suốt trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động. Khi có tranh chấp xảy ra thì pháp luật cũng khuyến khích các bên tự thương lượng với nhau cái đã. Không được thì mới yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Và trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động thì cái thủ tục giải quyết chủ yếu là hòa giải. Mà trong quá trình hòa giải thì các bên khuyến khích các bên tự thương lượng với nhau về việc giải quyết tranh chấp đó. Và ở bất kỳ giai đoạn nào khi các bên thương lượng được với nhau về việc giải quyết tranh chấp thì thủ tục giải quyết tranh chấp sẽ dừng lại, chấm dứt. Đó. Thì đó là cái nguyên tắc cô nghĩ là nó xuyên suốt chỉ đạo trong cái quá trình giải quyết tranh chấp lao động. Nguyên tắc thứ hai là đảm bảo thực hiện hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và lợi ích của các bên, tôn trọng lợi ích chung của xã hội và không trái pháp luật. Thì cái nguyên tắc này nó cũng là nguyên tắc tiếp theo của nguyên tắc thứ nhất. Trong cái thủ tục giải quyết tranh chấp lao động do Bộ luật Lao động quy định thì có hai thủ tục chính, đó là giải quyết hòa giải tại hòa giải viên lao động và thủ tục trọng tài. Thế nhưng thực sự thì cái thủ tục trọng tài trong Bộ luật Lao động nó cũng là hòa giải. Tên gọi là trọng tài lao động nhưng thực sự cái thủ tục cũng là chỉ là hòa giải thôi. Thì đấy là hai cái thủ tục xuyên suốt trong cái giải quyết tranh chấp lao động do Bộ luật Lao động quy định. Mà thủ tục hòa giải thì các bạn biết rồi, cũng là cái cơ quan hòa giải họ chỉ đóng vai trò là bên trung gian để giải thích, để định hướng các bên thương lượng với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Đúng không ạ? Và ưu tiên số 1 là hòa giải thành. Hòa giải thành thì tranh chấp sẽ chấm dứt. Và như vậy thì khi các bên thương lượng được với nhau á thì cơ quan giải quyết tranh chấp họ sẽ ghi nhận, tôn trọng quyền lợi ích của các bên, tôn trọng ý kiến của các bên, miễn là cái thỏa thuận đó không trái pháp luật. Rồi nguyên tắc tiếp theo, công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật. Công khai, minh bạch, khách quan thì đó có trong rất nhiều thủ tục giải quyết tranh chấp khác. Việc giải quyết tranh chấp phải được công khai. Công khai ở đây là công khai với các bên tranh chấp. Để làm gì? Để họ biết, họ tìm những chứng cứ hoặc là chuẩn bị những cái tài liệu chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho họ. Khách quan là đảm bảo là gì? Việc giải quyết tranh chấp là chỉ dựa trên pháp luật, thực tế tranh chấp xảy ra, không phụ thuộc vào ý chí của bên nào cả. Đặc biệt trong cái tranh chấp lao động thì nguyên tắc kịp thời nhanh chóng rất được đề cao. Nếu các bạn học cái thủ tục giải quyết tranh chấp ở các môn khác, tố tụng dân sự chẳng hạn, thì cái thủ tục giải quyết tranh chấp lao động nó được quy định trong một thời gian rất là ngắn. Nếu như thủ tục tố tụng dân sự ấy, thì cái thời hạn giải quyết là tính theo tháng, thì trong lao động chỉ tính theo ngày thôi. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày thôi là cơ quan có thẩm quyền phải đưa vụ việc ra giải quyết tranh chấp. Tại sao cái nguyên tắc nhanh chóng lại được đề cao ở trong giải quyết tranh chấp lao động như vậy? Đối với tranh chấp lao động, đặc biệt là tranh chấp lao động tập thể, các bạn thấy rằng là tập thể lao động khi họ có những cái bức xúc, những cái không đồng ý với người sử dụng lao động mà chúng ta không giải quyết nhanh chóng kịp thời thì sao ạ? Thì cái việc mà phản ứng tập thể đình công trái pháp luật sẽ rất dễ xảy ra. Cho nên là cái thủ tục trong giải quyết tranh chấp lao động nó rất là nhanh. Còn đúng pháp luật là đương nhiên rồi, đúng không ạ? Cô không giải thích nữa. Nguyên tắc thứ tư cũng là nguyên tắc đặc thù trong giải quyết tranh chấp lao động. Đó là đảm bảo sự tham gia đại diện của các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp. Thì cái nội dung này nó thể hiện ở hai vấn đề. Thứ nhất là trong các cơ quan giải quyết tranh chấp thì hiện nay cái hội đồng trọng tài lao động là cái cơ quan mà có đại diện của cả hai bên. Đại diện của tập thể lao động là thuộc Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, đại diện của Liên đoàn Lao động cấp tỉnh tham gia. Đại diện của người sử dụng lao động thường là đến từ Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam
hoặc là liên minh các hợp tác xã, tức là tổ chức đại diện của người sử dụng lao động. Đó là hai thành phần bắt buộc trong cái hội đồng trọng tài. Tại sao họ lại có mặt trong cái hội đồng này? Thì các bạn thấy rằng là cái hội đồng trọng tài của chúng ta, như cô đã nói, thủ tục giải quyết cũng là hòa giải. Và nếu có đại diện của hai bên ở trong cái hội đồng này thì họ chính là người sẽ là gì? Hiểu biết được rõ ràng nhất cái quan hệ lao động. Đại diện của mỗi bên trong cái chức năng hoạt động của họ, mục đích của họ là họ bảo vệ cái đoàn viên của mình. Công đoàn thì bảo vệ người lao động, đại diện của người sử dụng lao động thì họ bảo vệ doanh nghiệp, đúng không ạ? Thế nhưng họ cùng ngồi trong cái hội đồng giải quyết tranh chấp này, họ là những cái người hiểu về cái quan hệ lao động, đặc thù quan hệ lao động, quyền lợi ích của người lao động, của người sử dụng lao động, thì họ có thể đưa ra những cái giải pháp giải quyết tranh chấp nó dung hòa. Thì đó là cái lý giải ở một cái góc độ nào đó thôi. Chứ còn thì cũng có những quan điểm họ cho rằng là như vậy nó không có phù hợp. Bởi vì về mặt thực tế, về mặt pháp lý, thì cái đại diện của một bên thì họ có trách nhiệm bảo vệ bên đó thôi. Cho nên cùng ngồi vào giải quyết tranh chấp thì nó không phù hợp. Thế nhưng mà đặc thù ở nước ta thì hội đồng này có đại diện hai bên. Cái đại diện hai bên nó còn thể hiện ở cái góc độ thứ hai, đó là ở cái chủ thể. Trong tranh chấp lao động tập thể, một bên là tập thể lao động, một bên là người sử dụng lao động, thì luôn luôn là phải có đại diện. Đại diện của người sử dụng lao động thì họ cử rồi. Nhưng mà phía tập thể lao động thì cái đại diện đương nhiên bắt buộc đó là tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, mà trong tiết 1, tiết 2 cô đã nhắc với các bạn, đúng không? Thì trong cái tranh chấp lao động tập thể, luôn luôn phía tập thể lao động là bao giờ cũng phải có đại diện của họ. Thì đó là các cái nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động. Cái nguyên tắc này các bạn sẽ được thấy rõ trong các cái quy định về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động mà chúng ta sẽ nói ở phần sau. Chúng ta sang phần thứ hai là chủ thể giải quyết tranh chấp lao động. Chủ thể thứ nhất là hòa giải viên lao động. Đối với hòa giải viên lao động thì các bạn đọc cho cô điều 198 Bộ luật Lao động này. Cái hướng dẫn tại điều 4 đến điều 7 của nghị định số 46 năm 2013. Các bạn đọc để chúng ta xác định tiêu chí, điều kiện để có thể trở thành hòa giải viên lao động là bao gồm các tiêu chí gì ha. Thứ hai là các bạn xác định cái thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên lao động. Nội dung này chúng ta tự học thôi. Còn trong phần này thì các bạn phải nắm thật vững cho cô cái thẩm quyền giải quyết tranh chấp của hòa giải viên lao động. Thực tế thì nếu các bạn không ở trong cái cơ quan mà bổ nhiệm hòa giải viên thì cái thủ tục đấy các bạn đọc để biết, phải hiểu. Nhưng mà khi có tranh chấp xảy ra thì các bạn phải biết hòa giải viên là ai, hòa giải viên ở đâu và khi nào thì mình yêu cầu hòa giải viên. Tức là các bạn phải nghiên cứu cái phần thẩm quyền. Thì theo quy định tại điều 198 của Bộ luật Lao động, hòa giải viên lao động có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động và tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề. Rồi, ở cái quy định này thì các bạn cũng xem lại này, cái phần tranh chấp lao động mà phần trong tiết 1 cô nói rất kỹ với các bạn. Rõ ràng ở trong cái quy định này thì cái tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề nó có phải tranh chấp lao động không? Với quy định như vậy thì rõ ràng nó không phải, đúng không ạ? Ngay về mặt pháp lý, trong Bộ luật Lao động cũng đã thừa nhận tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề nó không phải là tranh chấp lao động. Nó là tranh chấp liên quan thôi, nó được giải quyết theo Bộ luật Lao động thôi. Và hòa giải viên lao động thì có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động và tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề. Như vậy thì về mặt pháp lý, trong trường hợp này các bạn phải hiểu cái khái niệm tranh chấp lao động ở đây là theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp? Nghĩa hẹp nha. Hòa giải viên có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động, giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. Theo nghĩa hẹp, tất cả các tranh chấp cá nhân, tranh chấp tập thể phát sinh tại doanh nghiệp, nếu yêu cầu hòa giải viên giải quyết, họ đều có thẩm quyền giải quyết. Ngoài các tranh chấp lao động đó, thì hòa giải viên còn có thẩm quyền hòa giải đối với tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề. Bởi vì thực ra, cái tranh chấp này cũng là tranh chấp giữa người lao động với người sử dụng lao động. Mà cái hợp đồng đào tạo nghề này nó cũng gắn liền với việc thực hiện quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Nha. Cho nên là hòa giải viên có thẩm quyền giải quyết. Rồi, như vậy thì có một câu hỏi cho các bạn. Tranh chấp giữa bảo hiểm xã hội và người sử dụng lao động về việc là đòi nợ đó, nợ tiền bảo hiểm đó, thì có thuộc thẩm quyền giải quyết của hòa giải viên lao động hay không? Mời em. Dạ thưa cô, theo em đây không phải là
tranh chấp này không thuộc thẩm quyền của hòa giải viên lao động, bởi vì tranh chấp này không phải là tranh chấp lao động theo quy định tại khoản 7 điều 3 Bộ luật Lao động và cũng không phải là tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề. Rồi, cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Cô muốn đặt ra câu hỏi này để các bạn lưu ý cho cô rằng là đối với lại cái hòa giải viên lao động thì khi mình đọc cái quy định này ấy, cái tranh chấp lao động mình phải hiểu theo nghĩa hẹp thôi. Bởi vì thực tế ấy, là chúng ta trong thực tế giải quyết tranh chấp khi chúng ta sử dụng thuật ngữ đó, đôi khi thì cái tranh chấp về đào tạo nghề này cũng gọi là tranh chấp lao động, đúng không ạ? Theo nghĩa rộng, tức là những cái tranh chấp liên quan đến tranh chấp lao động đó. Nhưng mà riêng trong cái trường hợp này thì các bạn phải hiểu rõ cái khái niệm tranh chấp lao động mà thuộc thẩm quyền giải quyết của hòa giải viên lao động thì chỉ là những tranh chấp theo nghĩa hẹp tại khoản 7 điều 3. Được chưa nào? Còn cái tranh chấp này là tranh chấp về bảo hiểm xã hội, cũng là một loại tranh chấp liên quan đến tranh chấp lao động, cũng được quy định theo trình tự thủ tục do Bộ luật Lao động quy định, nhưng nó không thuộc thẩm quyền của hòa giải viên. Rồi chúng ta sang cái chủ thể thứ hai là hội đồng trọng tài lao động. Hội đồng trọng tài lao động thì các bạn cũng đọc cho cô điều 199 của Bộ luật Lao động này, nghị định số 46, và các bạn cũng xác định cho cô hai vấn đề. Thứ nhất là thẩm quyền thành lập, thứ hai là thành phần của hội đồng trọng tài, để chúng ta biết ha. Thành phần của hội đồng trọng tài thì như hồi nãy cô nói đấy, có hai cái đại diện bắt buộc là từ phía Liên đoàn Lao động Việt Nam, rồi đại diện của người sử dụng lao động. Ngoài hai đại diện bắt buộc đó thì còn cái đại diện bắt buộc thứ ba là từ Sở Lao động Thương binh Xã hội. Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ là chủ tịch của hội đồng trọng tài. Rồi một cán bộ, một viên chức công chức của Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ là thư ký hội đồng trọng tài. Đó là những thành phần bắt buộc. Ngoài ra thì người ta có thể lựa chọn thêm một số thành viên khác có hiểu biết trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp lao động để tham gia vào hội đồng này. Khi mà các bạn muốn yêu cầu hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp thì các bạn lên Sở Lao động Thương binh Xã hội. Chúng ta sẽ thấy có cái phòng làm việc của thư ký hội đồng trọng tài. Chỉ có thư ký hội đồng trọng tài là làm việc thường xuyên thôi. Còn hội đồng này thì họ không có làm việc thường xuyên. Khi nào có vụ việc thì họ mới họp lại thôi. Cho nên các bạn lên Sở Lao động Thương binh Xã hội thì thường các bạn sẽ nhìn thấy cái phòng làm việc của thư ký hội đồng trọng tài. Mình lên đó, mình yêu cầu. Được chưa nào? Thì khi mà thư ký hội đồng trọng tài nhận được cái yêu cầu giải quyết tranh chấp thì bắt đầu mới thông báo mời các cái thành viên đến để giải quyết tranh chấp. Vấn đề quan trọng thứ hai là các bạn cũng phải nắm cho cô cái thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động của hội đồng trọng tài lao động. Theo quy định tại điều 199 thì hội đồng trọng tài lao động có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và các tranh chấp lao động tập thể ở các doanh nghiệp không được quyền đình công. Như vậy, ở đây các bạn thấy này, đối với các doanh nghiệp bình thường, doanh nghiệp được quyền đình công đó, thì hội đồng trọng tài lao động chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thôi. Khi nào được giải quyết thì chúng ta sẽ nói trong cái phần trình tự thủ tục. Còn đối với các doanh nghiệp được quyền đình công thì hội đồng trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động tập thể. Như vậy câu hỏi đặt ra này là ở những cái doanh nghiệp mà được quyền đình công á, thì cái tranh chấp lao động tập thể về quyền có thuộc thẩm quyền giải quyết của hội đồng trọng tài lao động hay không? Mời em. Em thưa cô, theo em là hội đồng trọng tài lao động vẫn có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền ở các doanh nghiệp không được quyền đình công. Tại sao? Thưa cô, bởi vì trong phần thẩm quyền giải quyết tranh chấp của hội đồng trọng tài lao động thì có phần là tranh chấp lao động tập thể ở các doanh nghiệp không được quyền đình công. Cái tranh chấp lao động tập thể ở doanh nghiệp không được quyền đình công, rõ là ở doanh nghiệp không được quyền đình công thì người ta không phân biệt tranh chấp về quyền hay tranh chấp về lợi ích. Cứ cái tranh chấp lao động tập thể mà xảy ra ở doanh nghiệp không được quyền đình công thì sẽ do hội đồng trọng tài lao động giải quyết. Lưu ý nhá. Và cái doanh nghiệp mà không được quyền đình công này thì cái thủ tục giải quyết tranh chấp nó cũng đi theo một cái trình tự thủ tục riêng. Rồi, cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Như vậy các bạn lưu ý nhá. Hay có cái câu nhận định rằng hội đồng trọng tài lao động chỉ có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Như vậy câu này đúng hay sai? Sai. Bởi vì sao? Bởi vì những cái doanh nghiệp mà không được quyền đình công thì hội đồng trọng tài có thẩm quyền giải quyết cả những tranh chấp lao động tập thể về quyền. Nhớ nha. Cái hình thức hoạt động của hội đồng trọng tài lao động trong quá trình giải quyết tranh chấp, khi mà cần đưa ra những quyết định thì họ sẽ giải quyết theo đa số bằng cách bỏ phiếu kín. Cái này các bạn sẽ tham khảo thêm ở trong cái nghị định số 46 ha.
Chúng ta sang phần tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Đây là một cái chủ thể chắc cô không cần phải giải thích, ai cũng biết rồi đúng không nào? Thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện mới được quy định trong cái Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2006 thì đưa cái thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Và theo quy định của pháp luật thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động tập thể về quyền. Trong cái trường hợp tranh chấp lao động tập thể về quyền đã được hòa giải viên lao động hòa giải mà không thành, hoặc là hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên không tiến hành hòa giải, thì lúc đó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ giải quyết. Thế thì các bạn có thấy lạ không? Khi mà tự nhiên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện lại có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. Sở dĩ mà người ta đưa cái ông này vào giải quyết tranh chấp lao động kể từ cái luật sửa đổi bổ sung năm 2006 là nó xuất phát từ cái thực tế ở nước ta. Thực tế ở nước ta thì các tranh chấp lao động tập thể thường biểu hiện là bằng đình công. Và khi đình công xảy ra như vậy thì nó cũng gây bất ổn về trật tự xã hội ở cái địa phương đó. Và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện cũng có trách nhiệm là đảm bảo trật tự trị an xã hội của cái địa bàn của mình. Và ông này ông có cái điều kiện xuống giải quyết nhanh nhất. Thì nó xuất phát từ cái giải quyết đình công trong thực tế như vậy mà đến luật sửa đổi bổ sung Bộ luật Lao động năm 2006 thì đưa cái thẩm quyền này vào. Thế nhưng mà thực tế đến hiện nay thì theo cô được biết cũng chưa có cái ông chủ tịch nào mà giải quyết theo cái trình tự thủ tục này hết. Đây cũng là cái cơ hội để các bạn có thể nghiên cứu thêm, nghiên cứu khoa học thêm. Và như vậy thì cô cũng có một cái câu hỏi đối với các bạn này trong phần thẩm quyền. Thì theo các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp lao động tập thể xảy ra trên địa bàn cấp huyện đó hay không? Mời em. Thưa cô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp lao động tập thể về quyền, bởi vì tranh chấp lao động tập thể về quyền mà xảy ra ở doanh nghiệp không được đình công thì là do hội đồng trọng tài lao động giải quyết rồi, cho nên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thì không có. Rồi đúng rồi, cảm ơn em. Như vậy các bạn nhớ nha, mặc dù cái thẩm quyền chung của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện là giải quyết các cái tranh chấp lao động tập thể về quyền. Nhìn chung các bạn thấy này, tranh chấp về lợi ích là hội đồng trọng tài, tranh chấp về quyền là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên ở cái doanh nghiệp không được quyền đình công thì nó có một cái thủ tục riêng đặc biệt. Tất cả các cái tranh chấp lao động tập thể xảy ra ở doanh nghiệp này đều do hội đồng trọng tài giải quyết hết. Như vậy nếu mà ở cái huyện đó mà có một cái doanh nghiệp mà không được quyền đình công, nếu có cái tranh chấp tập thể về quyền xảy ra ở doanh nghiệp đấy thì cái ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện đấy cũng không có thẩm quyền giải quyết mà sẽ do hội đồng trọng tài. Thế chưa nào? Chúng ta sang cái chủ thể thứ tư, đó là Tòa án Nhân dân. Các bạn lưu ý là hồi lúc đầu cô có nói với các bạn cái thủ tục giải quyết tranh chấp lao động do tòa án giải quyết thì chúng ta sẽ học trong tố tụng dân sự. Cho nên ở luật lao động thì chúng ta chỉ dừng lại là các bạn nắm được tranh chấp lao động nào thuộc tòa án giải quyết thôi, tức là cái thẩm quyền chung của tòa án thôi. Còn cái thẩm quyền mà theo lãnh thổ, theo cấp tòa án thì các bạn cũng học trong tố tụng dân sự nha. Ở đây chúng ta chỉ xác định là tranh chấp lao động nào là do tòa án giải quyết. Còn cái tòa án cụ thể nào, tòa án cấp huyện hay tòa án cấp tỉnh thì lại là do tố tụng dân sự quy định. Và cái thẩm quyền của tòa án hiện nay nó được quy định tại điều 201, 205 Bộ luật Lao động, và nó được quy định mới nhất nữa đó là điều 32 và điều 33 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2014 nhá. Thì các cái tranh chấp cụ thể mà thuộc thẩm quyền của tòa án các bạn đọc cho cô. Đối với tranh chấp lao động cá nhân thì sau khi hòa giải viên hòa giải không thành, hoặc là hết thời gian hòa giải mà hòa giải viên không tiến hành hòa giải thì sẽ do tòa án giải quyết. Đó, và khi ra tòa án là chúng ta sẽ đi theo thủ tục tố tụng dân sự. Đối với tranh chấp lao động tập thể thì tranh chấp lao động tập thể về quyền, nếu sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện giải quyết mà các bên không đồng ý thì bước tiếp theo các bên cũng kiện ra tòa án, tòa án giải quyết. Thủ tục cũng do Bộ luật Tố tụng dân sự quy định, chúng ta chỉ nắm đến thẩm quyền thôi. Và các bạn lưu ý đọc kỹ cho cô các tranh chấp lao động rồi các cái yêu cầu thuộc thẩm quyền của tòa án. Hiện nay nó được quy định mới nhất là trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2014
nhé. Và dĩ nhiên là chắc chắn một điều rằng khi các bạn học tố tụng dân sự thì các bạn cũng sẽ nghiên cứu về vấn đề này. Như vậy trong phần này thì cô chỉ yêu cầu các bạn là gì? Nắm được cái thẩm quyền của Tòa án Nhân dân đối với lại các tranh chấp lao động thôi. Và các bạn cũng lưu ý này, một cái đặc biệt nữa này, đa số các tranh chấp thì sau khi hòa giải xong không thành sẽ do tòa án giải quyết. Nhưng có một số loại tranh chấp mà không cần phải qua hòa giải, có nghĩa là các bên sẽ được yêu cầu tòa án giải quyết luôn. Thì cái đó cô sẽ nói thêm ở trong cái phần thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Như vậy là chúng ta đã nghiên cứu được 4 chủ thể rồi đúng không ạ? Còn một chủ thể cuối cùng đó là cái ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì lần đầu tiên được quy định trong cái bộ luật lao động năm 2012 này thôi. Đến cái bộ luật 2012 thì giao cho ông ấy giải quyết cái tranh chấp lao động ở doanh nghiệp không được quyền đình công. Đối với doanh nghiệp không được quyền đình công thì chỉ có 3 bước. Hòa giải viên lao động hòa giải không thành thì đưa lên hội đồng trọng tài. Hội đồng trọng tài giải quyết mà các bên không đồng ý thì lúc đó sẽ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giải quyết. Và quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ là quyết định cuối cùng. Các bạn cũng sẽ đọc thêm cho cô về cái thủ tục và cái thời điểm mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động trong cái nghị định số 46. Đó là các cái chủ thể giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của luật lao động hiện nay. Như vậy thì trong cái tiết học này các bạn chỉ nghiên cứu hai vấn đề. Thứ nhất là cái nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động và cái chủ thể giải quyết tranh chấp lao động. Phần chủ thể giải quyết tranh chấp lao động ấy, thì các bạn nắm vững cho cô, nhận diện cho cô đó là chủ thể nào. Thực tế muốn yêu cầu giải quyết tranh chấp thì kiếm ông ở đâu, được chưa? Và thứ hai là cái thẩm quyền giải quyết tranh chấp, đặc biệt thẩm quyền giải quyết tranh chấp ha. Khi mà các bạn có một cái tranh chấp lao động nó đang ở giai đoạn này, muốn yêu cầu ai giải quyết thì các bạn phải nắm vững cái thẩm quyền. Rồi, như vậy thì chúng ta kết thúc tiết học thứ 3 ở đây. Xin chào các bạn.